Lại một ngày rảnh háng của chị Tư, sau khi chửi anh bảy một trận đã đời thì chị cần thứ gì đó để xả xì chết. Quyết định của chị là xây dựng hệ sinh thái rừng ngập mặn ngay trong căn nhà của mình. Ngoài ra cũng có rất nhiều loài sinh vật độc lạ mà chúng ta cần phải khám phá hết video này mới biết được. Còn chần chừ mà không bắt tay vào ngày đầu tiên, chị Tư đã chi 4 tỷ để mua toàn bộ số dụng cụ xây dựng hệ sinh thái. Nhờ quan hệ rộng, vợ anh bảy còn xin được luôn em kỳ nhông Axolotl siêu cute này đây. Nó khoảng 20cm, đã thế còn rất nhiều chủng loài khác nhau cho chị lựa chọn. Quay trở về nhà, bé Axolotl được thả vào trong bể, một chiếc bể khác sẽ được tạo thành. Sau đó bơm nước ngập cho nó giống như một căn rừng ngập mặn. Những chú cá tép đầu tiên sẽ làm chủ hệ sinh thái này. Chị Tư là người rất cẩn thận nên chị đã kiểm tra nước bể bằng kính hiển vi. U là trời, thằng cu ngoe ngoẩy này có thể là gấu nước, sinh vật sống dài nhất hành tinh. Ngày thứ tư, chị Tư phải cho con kỳ nhông Axolotl tráng miệng cái đã. Tiếp tục một chiếc bể siêu to khổng lồ nữa được tạo ra. Thả thêm ít đá xanh làm núi nhân tạo nè, để một hệ sinh thái sạch sẽ không có dịch bệnh. Chị Tư thả loài bọ đuôi bật với số lượng lớn. Công dụng của chúng là ăn toàn bộ những loại rêu nấm mốc, các vi sinh vật gây hại cho cây xanh. Ngoài ra chị Tư phải cấp độ ẩm cho hệ sinh thái bằng cách sử dụng máy phun sương. Giờ đến lúc cho thằng cu kỳ nhông Axolotl vào trong. Nó sẽ tạm thời làm bá chủ hệ sinh thái này trước khi một loài to lớn hơn xuất hiện. Tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là loài tắc kè da báo mà anh bảy nuôi đã lâu, nhìn mặt nó hướng phết đấy chứ. Đã thế lại còn có cái đuôi mập mạp. Dạo này do thời tiết miền Bắc se lạnh, anh bảy phát hiện ra chú bét cưng của mình bị bong da. Các bạn trông nè, thậm chí lớp da này có thể lột được cho nó luôn. Ai cha, cảm giác như bóc túi ni lông vậy. Tuy nhiên anh bảy vẫn phải bóc cẩn thận, nếu không con tắc kè sẽ bị đau rát. Không biết có bạn nào xem video từng nuôi một em tắc kè da báo chưa nhỉ? Mà hay cái thằng cu tắc kè cũng rất hợp tác để anh bảy giải quyết lớp da ngoài. Chắc tẹo này thanh niên phải ngốn tí ba te mới chịu đây mà. Cái mắt nhắm lại biết hưởng thụ phết đấy chứ. Ui cha, cảm giác giật da báo đúng đã cái nư luôn. Sau mỗi lần lột da thế này, loài tắc kè da báo sẽ lớn hơn kích thước ban đầu. Đây cũng là đặc điểm của bất cứ họ bò sát nào. Vãi nhò, cái tay cà giật đúng cute for my que. Bạn nào muốn nuôi một em tắc kè da báo thì mau nhanh tay like video và comment xuống bên dưới để nom nom kêu anh bảy ship đến tận nhà cho mấy bạn nhé. Thật ra thì anh bảy nuôi bé tắc kè một phần để giải trí, phần còn lại thì mấy bạn cứ nhìn cục thịt đuôi to chà bá này đi, đem lên chiên giòn chấm muối ớt thì lại chả nhức cái nách ha ha. Ở tình huống tiếp theo, sau đây anh bảy sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về hành trình anh kết bạn với một chú bọ ngựa. Từ lúc mới nhú đến khi trưởng thành, các bạn hãy cũng thưởng thức câu chuyện xàm xí đú này nhé. Vào một ngày đẹp trời, anh bảy của chúng ta sau khi bị mắng một trận te tua, thanh niên đã trốn vào rừng ở ẩn. Anh vô tình phát hiện được bé bọ ngựa tí hon này đây. Nó không những không sợ mà còn khá thân thiện nữa. Thấy bọ ngựa khá cute hột me nên anh bảy đã đưa nó về nhà. Ban đầu kỹ năng săn bắt của nó bằng không. Nhìn thằng cu cắp con mồi thì bạn biết rồi đấy. Thức ăn tới tận mõm rồi còn méo ăn được. Phế như bảy trọ luôn. Vài ngày sau, bọ ngựa đã lột xác. Cơ thể của nó to hơn trông thấy phải không các bạn? Giờ anh bảy thả một ấu trùng muỗi vào tay. Ấy thế mà thằng nhõi lại có thể cắp lấy con mồi dễ dàng. Ngày qua ngày, bọ ngựa chỉ ăn ngủ rồi dậy làm mấy trò con bò cùng bảy trọ. Lớp da của nó đã được lột lần nữa. Vãi chuối, nó to chà bá luôn rồi mấy bạn. Màu sắc cũng thay đổi ngả từ xanh sang vàng. Kích thước lớn hơn nên con mồi của bọ ngựa cũng phải lớn hơn. Anh bảy muốn xem sức mạnh của bọ ngựa đến ngưỡng nào. Anh ra ngoài vườn bắt một con bướm đếm chấm đen để cho hai con vật đối đầu với nhau. Bướm đêm rất lớn so với những con mồi trước đó. Đó, bọ ngựa cắt một lần cũng chưa thể làm nó bị thương, thậm chí còn bị dọa chạy té khói ha ha. Tiếp tục hiệp 2, lần này thằng cu bọ ngựa đã làm gỏi bướm đêm một cách dễ dàng. Có khi anh bảy vừa truyền dạy cho em nó về sức mạnh tình bạn nên mới ghê gớm như vậy. Ngày hôm sau, anh bảy phát hiện có một em bọ chét nguyên tử đang bò lúc nhúc trên bờ tường. Bảy trọ không chần chừ mà bắt làm con mồi cho bọ ngựa. Tuy hơi khó ăn một tẹo nhưng độc tố từ bọ chét nguyên tử sẽ không thể làm hại bọ ngựa, vì thanh niên có miễn nhiễm sát thương rồi ha ha. Sau khi ăn bọ chét, bọ ngựa bất ngờ bật mót lột xác, điều mà anh bảy chưa bao giờ trông thấy trước đây. Quá trình này ngốn mất mười mấy tiếng chờ đợi của anh bảy. Vãi trưởng, giờ trông cái thây của thằng cu thì to chà bá bự luôn. Ể các bạn nhìn quả ớt xanh này đi, có một thằng cu bọ đã lẻn vào trong. Nó là loài sâu ăn ớt xanh. Eo ơi, trông cái mỏ của nó kìa, dám động vào đồ ăn của anh bảy thì thằng nhõi này quá láo rồi. Mau nhô cái đầu ra mau, cái thây bò ra khỏi quả ớt cũng dài không kém. Đến lúc để bọ ngựa xử đẹp nó rồi. U là trời, một cắp tiễn bé sâu về với má mì luôn. Trông bọ ngựa nhai ngon chưa kìa, vì ở một mình quá lâu, anh bảy đã phát hiện thằng nhõi bọ ngựa có dấu hiệu thèm đực. Vậy nên ông cháu đã chuẩn bị cho nó một anh người yêu ngon nghẻ.
Vãi nho, chỉ vài giây mà bọ ngựa đực đã lao vào làm trò đồi bại với bét của anh Bảy. Sau vài lần giao phối, chúng đã chính thức thành vợ chồng. Trong thời gian dưỡng trứng, anh Bảy phải bổ sung thức ăn liên tục để bét cưng của anh không bị bỏ đói. Sang ngày hôm sau, điều bất ngờ đã xảy ra khi anh Bảy phát hiện bọ ngựa đang đẻ trứng. Cái thầy của nó chổng ngược lại nhìn cũng dễ thương phết đấy chứ. Anh Bảy sẽ tăng tốc độ tạo trứng của bọ ngựa. Phần thưởng mà nó nhận được là một em dế mèn Phiêu Lưu Ký. Sau sinh, bọ ngựa cần rất nhiều thức ăn để duy trì sự sống. Anh Bảy đi ngoài đường cứ nhìn thấy con nào thì lụm nó mang về. Và điều bất ngờ nữa mà bọ ngựa dành cho anh Bảy, nó đã đẻ thêm một quả trứng nữa ngay bên cạnh quả trứng đầu tiên. Đúng như anh Bảy dự đoán, loài bọ ngựa có thể đẻ 2 đến 3 quả trứng mỗi chu kỳ. Để giảm xì chết sau sinh nở, Bảy Trọ còn đưa bọ ngựa ra bên ngoài trời hít thở không khí trong lành, tiện thể lụm luôn một em châu chấu mà. Tuy nhiên, điều ảo ma đã xảy ra khi châu chấu đã phản kháng quyết liệt, đá vêu mỏ bọ ngựa. Không ăn châu chấu thì Bảy bóng cho em nó ăn dế vậy. Đây cũng là thời kỳ mà bọn dế mèn lột xác. Mày tính chạy đâu đây con sâu? Chắc chắn sẽ phải làm mồi cho bọ ngựa. Câu chuyện anh Bảy với con bọ ngựa tạm thời dừng tại đây thôi mấy bạn. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh tiếp tục bị con vợ đuổi ra khỏi nhà. Vì không làm gì được nên ông cháu phải chạy qua nhà thằng bạn thân Chí Cốt ở nhờ vài hôm. Hay cái bạn anh cũng là người cực kỳ đam mê săn bắt cá. Anh Bảy được dẫn đến một bể nước bị bỏ hoang 200 năm. Nghe nói ở đây có nhiều loài sinh vật thủy sinh độc lạ lắm. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào việc. Đầu tiên Bảy Trọ phải bỏ hết bèo xốp ra ngoài cái đã. Ngay sau đó thanh niên đã lụm được một bé cá. Nó là cá rô phi bóng đêm, đã sống trong bể này 140 năm. Thường thì loài cá rô phi chúng ta biết sẽ có màu nâu phải không các bạn? Tạm thả ẻm vào bể nhé. Thử ô bên cạnh xem. U là trời, con cá thiên thần đen cũng rất quý hiếm luôn ấy. Hãy trông lớp vảy đen tuyền và vây đuôi siêu đẹp của nó kìa. Anh Bảy phải ẵm nó vào xô. Bên cạnh thì Bảy Trọ còn bắt được cá vàng dị dạng. Cái thân mập chảy thầy của nó cute quá xá luôn ha ha. Nếu nuôi lớn tí nữa chắc cỡ vài cân cũng nên. Tính quẫy đuôi đi đâu hả con sâu? Tiếp tục công việc thôi nào. Hôm nay có vẻ là ngày may mắn đấy. Trời mẹ, con củ chuối đang vẫy đuôi chính là cá lao kính. Hay cái thằng cu mắc bệnh bạch tạng nên cơ thể trắng phau. Loài này ngoài tự nhiên cực quý hiên đó mấy bạn. Không biết ai làm ra cái bể có bốn vách ngăn vướng quá vướng luôn. Chính vì vậy nên anh Bảy đã cưa đứt mấy vách ngăn để việc bắt cá hiệu quả hơn. Mà tính ra bạn của Bảy Trọ cũng đẹp dai cơ bắp phết ấy chứ. Xứng đáng có 10 anh người yêu luôn. Ê, có thứ gì đó quậy nước, mày đâu rồi? À há, thêm chú cá lao kính nữa nè mọi người. Anh Bảy nhảy vào trong bể, thanh niên quyết tâm sẽ càn quét hên lũ cá. U là trời, vừa nói xong thì con vật nào đó xin nhẹ miếng thịt của anh. Sợ nha bây ơi, uầy đây có phải là con cá tai tượng không nhỉ? Đã thế nó cũng bị bạch tạng nên có màu trắng nhà vàng kim. Nó to bằng cả bàn tay anh Bảy, bé này bán đi chắc được vài tỷ đấy. Xứng đáng được vào xô thần, vì đây là bể bỏ hoang. Lắm lúc Bảy Trọ cũng sợ có bé na ngó đầu ra chào, đến lúc phải xả bớt nước đi rồi. Nào có thằng cu nào bản lĩnh ra cho anh Bảy bắt tay không cái. Ngay đây nè, ái chà, con cá đã nhảy khỏi vật Bảy Trọ, khó bắt quá xá. Tuy nhiên bù vào đó thanh niên lụm được cá Aranda đầu đỏ. Nó là giống cá vàng màu gà đầu đỏ dân chơi ở Việt Nam chúng ta. Nhìn bề ngoài ngầu bá cháy bọ chét, đúng chất dân chơi luôn ha ha. À há, cuối cùng anh Bảy đã bắt được con cá đã lẫn trốn anh nãy giờ. Con guza mi củ chuối này nhất định phải cho lên chảo dầu mới được. Màu sắc của nó thật đẹp, đúng là một trong những giống cá xịn nhất Bình Dương. Anh Bảy vui sướng sắp khóc đến nơi rồi, nước cạn đến chân anh rồi, cảm giác chẳng còn chú cá nào xung quanh đây nữa. Ô xịt, con lợn nào làm Bảy Trọ giật mình thế? Ây không giỡn nha, anh Bảy mắc chứng rối loạn tiền đình đó. What the hell, thì ta thủ phạm chính là chú cá lao kính khổng lồ này đây. U là trời, thằng cu này đen ngòm luôn. Nhìn tướng tá như vậy chắc chắn nó là trùm bể bỏ hoang này rồi. Lớp vảy như vảy rồng cực ngầu lòi. Bé nó xứng đáng được vô bể của anh Bảy. Ê khoan cái, Bảy bóng vẫn lụm được con tôm càng xanh nữa nè mấy bạn. Thử cho nó cắp tay thằng bạn xem có đau không. Tôm càng xanh sẽ được thả vào bể riêng biệt. Vì lắm lúc do đói ăn quá chúng sẽ ăn thịt cá của anh Bảy. Cùng xem thành quả của anh Bảy ngày hôm nay có gì nào. U là trời, hai chú cá vàng dị dạng này cute thật chứ. Bạn nào muốn sở hữu chúng thì hãy nhanh tay comment xuống bên dưới phần bình luận nhé. Con cá thiên thần đen này thì khỏi nói rồi, cực kỳ thu hút. Cu da mi bạch tạng đắt đỏ vô cùng. Dự thằng cu này sẽ được anh Bảy bán đi với giá 8 tỷ 9. Từ nhỏ tới giờ nom nom mới thấy con cá này có thân hình tròn xoe thế này đấy. Bé Zophie sẽ được thả vô bể lớn. Hãy vẫy vùng trong đó đến khi được vài cân nhé. Bảy Trọ sẽ mang màu lên chảo dầu. Hai chú cá vàng sẽ được thả vào về chỉ dành riêng cho những loài cá nhỏ tí hon, vì anh Bảy rất sợ khi thả vô bể lớn, hiện tượng cá lớn nuốt cá bé sẽ xảy ra. Vì chưa thỏa mãn với số cá mình bắt được, anh Bảy sẽ thúc tiệp tìm đến một bể cá khác ở nhà bạn anh. Nghe nói bể này có rất nhiều thủy quái vừa quý hiếm vừa đắt đỏ nữa, dự là tìm được con nào thì thanh niên ẵm về luôn chứ không trả ha ha. Chưa gì đã thấy sơ sơ vài chục con cá trong bể rồi đấy, vãi nó dám tuột khỏi tay anh Bảy mới ghê chứ, lại còn táp nhẹ vô bàn tay 6 tỷ thì thằng cu này cũng ghê gớm đấy. Bảy Trọ rảnh háng đến nỗi dùng cần câu để dụ bọn cá ấy, thế mà cũng có chú cá đần mắc mồi.
Nó là một con si cơ lít miệng nhô trông cái mỉ nhô ra muốn đấm thiệt chớ. Giờ có lẽ anh Bảy sẽ nghiêm túc dùng vợt để truy bắt, mở nắp cống lên xem, ô xịt, trong đây có sinh vật gì đó. Thì ra con cá lau kính đã ẩn nấp dưới này, chắc thằng thấy Bảy trọ nguy hiểm nên tìm cách trốn đây mà. U là trời, mấy bạn trông nè, con si cơ lít bự chà bá luôn, phải tầm cả bàn tay của anh Bảy đấy. Đã thế nó còn đen thục lùi nữa. Bên cạnh đó Bảy trọ cũng tậu được khá nhiều si cơ lít hắc ám. Anh đoán bọn chúng là họ hàng sinh sôi nảy nở trong bể này. Ngoài cá ra thì còn rất nhiều rác nữa. Mấy chú cá sẽ bị kẹt bởi đống rác cỏ nên anh Bảy phải kiểm tra từng chút một. Đó đó thấy nữa rồi đó. Một con rô phi đen đẹp mắt. Thử hớt hóc này coi. What the hell, thằng cu này to quá mấy bạn. Quậy giữ thần làm anh Bảy sợ hãi. Ái chà chà, con cá ba cu này thật là bá cháy bọ chét mà. Nó siêu to khủng lồ luôn. Con này bỏ lên chảo dầu thì ngon nhất cái nách. Bên cạnh đó thì anh Bảy cũng lụm được bé mi đát bạch tạng. Ôi vãi, cá ba cu có dấu hiệu ăn thịt lũ cá nhỏ hơn. Vì khá nguy hiểm nên Bảy trọ sẽ thả em nó vào thùng xốp riêng, ở đó mà chơi một mình đi nhé. Ê khoan, hình như vẫn còn nữa. Ngay góc nhỏ này, sau cú hớt ông cháu lụm được hai con cá si cơ lít đen và con cá chim ba cu cỡ vừa. Thằng này có lẽ là đệ của con cá chim mà anh Bảy bắt hồi nãy cũng nên. Các bạn trông chú cá da trơn đi, nó có lớp viền trắng sọc từ đầu xuống mông, khá quý hiếm ấy chứ. À há, đây chắc chắn là con Oscar đen tuyền rồi. Anh Bảy phân biệt cá Oscar và si cơ lít bằng cách nhìn vào dấu chấm tròn trên đuôi của Oscar á mấy bạn. Vãi trưởng, con Oscar này có chấm đỏ li ti trên thân cực kỳ đẹp mắt luôn. Lần đầu tiên Bảy trọ mới phát hiện con cá đẹp như này đấy. Mặc dù bể khá nhỉ nhắn xinh xắn nhưng số lượng cá cũng nhiều ra phết. Mới có vài phút mà anh Bảy đã lụm không biết bao nhiêu em cá rồi. What the hell, sao con lau kính khổng lồ này giờ thanh niên mới phát hiện nhỉ? Mày trốn đâu mà kỹ thế hả? Trông quả giao diện hầm hố này thì biết ai là trùng sỏ trong bể nước rồi đấy. Thêm một cháu si cơ lít vàng nữa là kết thúc chuyến săn bắt các động vật thủy sinh ngày hôm nay. Anh Bảy sẽ mang chúng về nhà để thả vô bể. Đầu tiên là em cá da trơn sọc trắng, mấy chú cá ba cu hắc ám thanh niên sẽ thả xuống hồ. Bọn mày mau ăn chóng lớn để nữa anh Bảy bắt về thịt nhé, ha ha.